Xin chào quý khách, tôi là bác sĩ Phạm Văn Tào, nha khoa với câu hỏi thường ngày. Hôm nay có phụ huynh hỏi bác sĩ, bé khi nào là đi khám răng là hợp lý? Nha khoa xin trả lời với phụ huynh như sau. Có 4 điều phụ huynh cần biết. Điều thứ nhất, bé cần được đưa đi khám ngay sau khi mọc chiếc răng đầu tiên. Điều thứ hai là tuổi mọc răng của các bé từ 6 tháng đến 8 tháng tuổi. Sau khi mọc răng, bé có thể đi khám bất cứ lúc nào. 3 là cha mẹ là người gần gũi con cái, khi phát hiện thấy bất thường về bệnh lý của răng thì cha mẹ cần phải đưa trẻ đi khám tư vấn bác sĩ răng hàm mặt, từ đó đưa ra phương pháp điều trị phù hợp cho các bé. Điều thứ tư là biểu hiện của trẻ. Trẻ bỏ ăn, trẻ biếng ăn, trẻ sợ ăn, khi đó cha mẹ cũng cần phải đưa trẻ đi khám bất cứ lúc nào để phát hiện bất thường về bệnh lý răng hàm mặt và điều trị kịp thời cho các bé. Có 3 lưu ý như sau trước khi đưa trẻ đi khám. Lưu ý thứ nhất, trẻ cần được giải thích trước khi đưa trẻ đi khám bác sĩ răng hàm mặt. 2. Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ở nha khoa gần nhà để các bé làm quen y cụ về nha khoa, dụng cụ khám về nha khoa. Từ đó các bé sẽ mạnh dạn hơn và hợp tác trong quá trình thăm khám. Lưu ý thứ ba, trẻ cần được đưa đi khám định kỳ 6 tháng một lần. Từ đó trẻ vừa mạnh dạn hơn, bác sĩ kịp thời phát hiện những sang thương bệnh lý của răng để điều trị cho trẻ được kịp thời. Như vậy, cha mẹ cần biết là 4 điều và 3 lưu ý